Xin chào cả nhà, mình mới bán cái hàng này từ bên nước ngoài về, của hãng Canyon của Lạc Đà. Bây giờ mình sẽ vui ra xử xem như thế nào hết. Làm cái áo chui cổ, áo nỉ chui đầu, áo nỉ chui đầu. Mặt chấm đây là hàng thu đông. Cây con lạc đà các bạn. Mình thử xem sao ha. Dài tay ấm, quá rộng luôn. Đây là size L, size L. Và bây giờ mình sẽ mặc cho thử xem sao. Thử luôn. Thử vừa. Nó không vừa thì mua lại nhỏ một cái. Ô, tay ngay vậy. Được cái hả? Được các bạn. Được cái nhá. Ồ, ấm áp luôn. Nếu muốn cho nó khít lại tí thì mua nhỏ đi một xài. Cho mà thấy cái này cũng được rồi. Cho nó khoảng rãi. Ồ, mặc dù là ấm đi. Và tiếp tục thì mình sẽ vui hai cái áo này. Đây cũng là của Canyon Lạc Đà. Này chắc là khỏi phần kéo. Đây là tem đóng từ ở bên kia. Bên Trung Quốc luôn. Mình thích cái kiểu đóng hàng của họ. Hai cái. Hai cái luôn. Đây cũng là size L luôn. Mình mặc size L. Đó, size L. Quá đẹp luôn. Màu xanh đó là lý tưởng luôn. Đó. Nó trùng với cái màu này. Một ha. Và đây là màu trắng. Xin chào. Rồi, đúng size L luôn. Size L, tránh. Tránh đẹp không? Quan trọng không? Quá chuẩn luôn, quá đẹp luôn. Giờ mình có hai cái áo mới. Rồi, number 1. Đó. À, xin chào. Và giờ mình kết thúc video đây. Mình sẽ làm cái video khác. Xin chào.